dịp tán gái siêu cấp của Phở thì không có gì đặc biệt, mà quan trọng nhất là một điều á là phải đẹp trai. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Đó là nhân vật của Phở trong phim. Chiếu trò. Trong phim thì Phở rất là thích Miu Lê. Từ ngày lần đầu gặp mặt trong thang máy Phở đã thích rồi, cho nên Phở đã dùng hết tất cả mọi chiêu trò của một con của giám đốc. Thì Miu Lê là nhân viên của ba Phở. Thì Phở dùng nhan sắc của mình là một tài năng của Phở trong phim chính là hát, ca hát và nhảy múa. Thì Phở đã dùng hết tất cả chiêu trò đó để mà cưa Miu Lê. Tại vì một người vừa học giỏi, hát hay, nhà giàu, có điều kiện mà còn đẹp trai nữa thì ai cũng sẽ đồ hết. Ý là ý bạn là hỏi ở ngoài đời hay là trong phim? Cả hai luôn. Thì dĩ nhiên thằng trong phim theo kịch bản là phải say nắng Miu Lê rồi. Nó say nắng kiểu khùng điên luôn á, kêu là dù có bị từ chối một cái gì đó thì cũng tiếp tục, kêu là mặc dày cũng là một lợi thế. Và ở ngoài đời á hả, thì Miu Lê bự quá cho nên ở bự là anh nổi. Em ơi, nếu mà nói về giới thiệu bản thân anh thì anh sẽ khá rất là nói rất là ngắn gọn thôi nha. Là ngoài vẻ đẹp trời phú anh ra thì anh còn có ông bố là giám đốc ngân hàng với tài khoản vài trăm tỷ thôi. Cho nên em mới chịu làm bạn gái nữa.